bụng con này thì lúc nào nó cũng phình to này các bạn này, này, này. Nó kêu to lắm, cái dòng này nó càng những con bé nó càng kêu to. Mọi người thấy những cái con mà kêu ồp 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 ngoài ấy, thì chính xác là những cái con này. Đó. Cái này không phải cái bụng, cái trứng của nó à? Không phải bụng đâu, cái hơi của nó ấy. Cái hơi nó phình ra đôi khi nào mà nó kêu ấy thì cái miệng nó phình ra to đùng luôn, xong nó kêu ồp 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 để nó gọi bạn tình ấy. Giống như kiểu mình gọi bạn tình như thế nào? Gọi bạn tình. Tình bây giờ mình gọi bằng tình và điện thoại thôi nhỉ? Bọn em gọi bằng điện thoại đúng không? Chưa. Thế bình thường gọi bằng tình là như nào? Gọi bằng tình là như nào? Là muốn gọi tán gái hoặc là tán trai ấy, người yêu ấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Giang Áo Pháo nhá. Một video ẩm thực nữa tiếp theo trên kênh các bạn. Hôm nay thì bọn mình đang đi nhặt một cái lá rất là đặc biệt ở trên mình các bạn. Mình không biết tiếng phổ thông là gì đâu, nhưng mà cái lá này thì ở trên mình, tiếng Tày mình ấy, là mại lạt nặm các bạn. Bờ lạt nặm có nghĩa là nặm là nước các bạn. Còn mại lát thì mình không rõ là tiếng phổ thông là gì, nhưng mà tiếng Tày là bờ lạt nằm các bạn. Đó, không biết là tiếng của đồng bào dân tộc các bạn là tiếng gì. Cái này hôm nay thì bọn mình sẽ nhặt những cái lá này về làm nem các bạn nhé. Nó thay thế như ở lá lốt hoặc là măng các bạn. Bọn mình sẽ cuốn một cái... Em ăn thịt ấy không? Hả? Em chưa bao giờ. Thịt rất là ngon các bạn. Hôm nay là bọn mình hôm qua hôm kia mưa. Người dân ở đây thì mọi người đi soi được rất là nhiều con cháu chuột các bạn. Chân dài như nhài. Đây là A Mạnh các bạn. Đó. Chào mọi người. Đây là Nhài. Xin chào Nhài. Bọn mình quay thời điểm này là nó chưa tối các bạn. Nhưng mà hôm nay là mưa các bạn. Từ hôm qua đến giờ nó mưa, nó cứ âm u này từ trưa đến giờ ấy. Mình đang nhặt cái lá mại lát nắp này. Tí về chắc phải trồng hai lá. Cái này thì vừa băm làm nhân được các bạn nhé. Và vừa cuốn thành trồng hai lá vào. Cái vỏ các bạn. Giống như kiểu lá lốt ấy. Thịt cuốn lá lốt các bạn. Cái này thì tiếng Tày mày lán nằm. Và hôm nay thì bọn mình sẽ là nhân là con cháu chuột các bạn nhé. Con đấy thì bọn mình vừa mua từ mấy chú hôm qua. Mua chú hàng các bạn. Hôm qua chú đi soi rất là nhiều. Mà chú để lại cho mình một tí thôi. Vì hôm qua về chú đã làm một trận rồi. Đây. Cái lá này thì nó chỉ phát triển tầm này thôi các bạn. Nó sẽ phát triển tầm này thôi. Và rất là tốt đang thời điểm mùa của nó ấy. Mà nó cực kỳ thơm các bạn nhé. Cái lá thơm lắm mà nó mềm. Nó như lá lốt ấy. Nhưng mà nó có mùi khác và vị cũng khác các bạn. Mùi vị nó khác. Hôm nay thì bọn mình đi cùng Nhài cho Nhài và anh Mạnh nữa trải nghiệm một cái ẩm thực nữa của đồng bào người Tày mình. Chính là mại bơ lát nằm cuốn thịt cháo chuột các bạn. Mềm. Nhài dạo này đi thi đúng không? Học xong chưa? Lâu lắm gặp Nhài nhỉ? Dạ. Thi xong chưa? Sang tuần ấy mình. À thế gì à? Anh tưởng thi xong rồi. Ờ đây. Ừ, đây nhà bác Cường đây. Nuôi lợn toàn thả đấy mà. Đó. Đây mới gọi là lợn bản các bạn. Bác Cường thì đang nuôi lợn cho lợn ăn cám. Cám này thì chỉ là thân cây chuối thôi, với lại là rau cỏ thôi. Đó. Mà lợn thả này thì rất là ngon. Ôi cái lợn cắp nách này bây giờ mà mổ ra mà luộc cả con nhỉ, thì ngon lắm phải biết. Cúc cúc cúc. Ôi mấy con gà này không biết sợ người à. Bác đứng đây thì làm sao nó vào nữa. Nhu cháu nhui. Đây nó đang đi vào chuồng ăn này các bạn. Đây tránh, mình sẽ tránh ra cho con lợn vào ăn nhé. Bác Cường cho lợn ăn. Hôm nay thì mình quay và ghi hình tại nhà bác Cường luôn các bạn. Anh Mạnh và Nhài nữa.
Lâu lắm không gặp nhỉ, mấy hôm không gặp và càng ngày càng thấy lớn đấy. Mấy thanh niên này phát triển nhanh thật, lớn nhanh thật. Mấy hôm không gặp mà nhìn khác luôn đấy. Cũng như anh Đô nhỉ, Đô ăn bao nhiêu cũng chẳng phát triển, không biết thật. Đem đâu hết. Anh Đô ăn bao nhiêu càng ngày càng bé. Càng ngày càng lún. Càng ngày càng lún, chắc lại chê anh lún. Em cao hơn anh rồi. Anh cao hơn anh rồi thật đấy. Nhài cao hơn mình rồi các bạn. Cao lắm. Đây, mình quay cận cảnh cái mại lát nặm các bạn nhé. Mà lát nặm mà rửa nước thôi. Đó. Đây cái lá này này em. Mấy cái lá này vẫn dùng được này. Đó. Em tưởng bé quá. Bé thì mình tí mình băm ra làm nhân đấy. Không. Mà mình mua được mấy con cháo chuột các bạn. Nhiều ấy, phải mấy con đâu. Con cháo chuột là con gì? Người ta bảo là dạo này mày gầy như con cháo chuột các em. Con cháo chuột là con ếch à? Ừ, nó như con ếch ấy, nhưng mà nó cái nó khác hơn đấy. Giống như con ngựa với con lừa ấy. Nó sẽ khác nhau một tí. Con cháo chuột ấy à, không biết à. Em nghĩ đủ ấy, anh Mạnh nhặt được khá là nhiều. Người ta hay có cái câu các bạn. Dạo này mày gầy thế, nhìn như con cháo chuột ấy. Thì có nghĩa là con đấy rất là gầy mà nhìn nó gầy và nó mảnh người ấy. Được chưa? Anh ngồi đủ ấy, bây giờ mình sẽ đi về các bạn nhé. Đi về và cho các bạn nhìn thấy những cái con cháo chuột là nó như thế nào. Nó khác con ếch như nào các bạn. Đây nhà bác Cường, đằng sau, nhìn từ đằng sau ạ. Nhà bác ấy nuôi rất là nhiều vịt. Đó, đằng sau đây. Kêu 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 kêu. Đây này các bạn, anh em mình về đến nhà bác Cường trong nhà đây rồi. Ê, nhà em con này bây giờ chưa? Đây, đây những con cháo chuột các bạn. Hôm qua thì mấy chú đi bắt được. Đó, anh Mạnh đang cho nó xoay 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 đây. Giống nhài vậy. Nhìn gầy giống nhài các bạn. Những con cháo chuột. Con ếch thì sao ấy? Có một con ếch. Ếch to. Ếch bé. Lá neo nhớ hả? Cái này ít lắm các bạn. Nên là bọn mình đi mua thịt. Còn bác Cường gái thì bảo là lấy cái cá treo các bếp hôm nọ ấy. Viên vào cùng. Viên chung cái này cũng được. Ngon. Nhìn những con này thì nó không như con ếch đâu. Nó gầy hơn những con ếch nhưng mà bọn này nó gầy hơn các bạn. Ở chỗ mình là gọi là con cháo chuột các bạn. Tiếng Tày gọi là chẩm pát đó. Chẩm pát. Nhìn giống nhài nhỉ? Nhìn giống nhài. Nhài thì gầy như gì ấy. Tôi trâu hả? Tôi trâu hả? Tôi trâu tôi chẩm pát hả? Tiếng Tày gọi là tôi trâu hoặc là tôi chẩm pát các bạn. Em không biết tiếng Tày, em là người Tày, em không biết viết, không biết nói. Người Tày không biết nói à? Sai như thế nào? Không biết nói. Thế gọi là gì? Đâu nhìn nhài xem có giống con cháu chuột này không? Không giống đâu. Chả thế, nhìn gầy như con cháu chuột còn gì nữa. Em dáng giống nó này nào. Đúng rồi, bọn mình sẽ chế biến những con này các bạn nhé. Chính mình băm thì mình có thịt vào. Mình băm thịt hoặc là bọn mình mua thịt rồi. Nhưng mà chắc là sẽ băm những cái con cá hôm nọ mà bác gái Cường treo các bếp các bạn. Thì để luộc, bà chỉ luộc. Cái này ba chỉ luộc thôi anh ạ. Ba chỉ luộc chấm mắm ngon hơn anh ạ. Chấm mấy. Còn mình sẽ băm với cá ấy, cùng ấy. Nó hợp lý hơn. Thế còn cái hành làm gì? Cái này thì làm nhân của nhân làm nem của những con cháo chuột này này. Ơ phải làm nhân đó. Ừ mình băm xong mình làm nem em. Em tưởng là rán luôn. Rán cả con á? Rán con thì ai nhìn? Nghe nó nhìn. Phải viên ra băm ra thì mới ngon. Con này nó xương nó nhiều ấy. Thịt nó không nhiều như con ếch đâu. Đó, bác gái Cường bảo là lấy cá khô cho các bếp về băm cùng các bạn. Rồi, bọn mình sẽ chế biến các bạn. Bụng con này thì lúc nào nó phình to này các bạn này. Nó kêu to lắm, cái dòng này nó càng những con bé nó càng kêu to. Mọi người thấy những cái con mà kêu ụp ngoài ấy, thì chính xác là những con này. Đó. Cái này không phải cái bụng, cái trứng của nó à? Không phải bụng đâu, cái hơi của nó ấy. Cái hơi nó phình ra đôi khi nào mà nó kêu ấy thì cái miệng nó phình ra to đùng luôn. Xong nó kêu ụp để nó gọi bạn tình ấy. Giống như kiểu mình gọi bạn tình hay như nào? Gọi bạn tình.
gọi là tình bằng điện thoại. Bây giờ mình gọi bằng tình bằng điện thoại thôi nhỉ? Bọn em gọi bằng điện thoại đúng không? Em không biết. Thế bình thường gọi bằng tình là như nào? Gọi bằng tình là như nào? Là muốn gọi tán gái hoặc là tán trai ấy, người yêu ấy. Trước kia cần lườm đúng không? Trước kia là ở trên mình sẽ có cái tục chào cột, các bạn, bây giờ thì không còn rồi. Bây giờ các thanh niên thì hiện đại lắm rồi các bạn. Và bây giờ mọi người dùng điện thoại đó, chính xác là điện thoại liên lạc với nhau. Chính xác những cái con ếch này thì nó liên lạc với nhau qua tiếng kêu của nó để gọi bạn tình. Đi mổ đi. Bọn mình sẽ đi mổ nhá. Đây này các bạn. Ở trong này những cái con cá hôm rồi mà nhà bác Cường tháo ao ấy. Đó, treo các bếp này nhìn nó như này này. Những con cá này bây giờ mà mang ra nấu thì ngon lắm, nó thơm mà nó này. Ừ, con nó khô. Nó khô hết luôn. Nó khô hết rồi này. Từ như kiểu phơi nắng ấy. Thì nó chắc lắm các bạn, mà nó thơm. Nó không có mùi tanh nữa đâu các bạn. Đó. Thịt cá treo các bếp. Cái này là trên các bếp các bạn này, nhìn nó màu vàng này mà. Này nó cái da nó u bụng này thôi, còn bên trong là nó thì nó chắc lắm, nó như này nó đi ăn chưa? Bây giờ có thể ăn được nhưng mà bây giờ mình mang ra mình rửa đã vì nó có bù hóng. À. Nhài thì sẽ lấy ra nhé. Em nhặt vài con không tí mình băm làm nhân cùng con cháu chuộc đi em. Nhân nhiều không em? Ít thôi. Đó. Xin không? Được rồi. Được rồi anh ạ. Bài được rồi các bạn. Rồi sẽ lấy ra nhé. Úp vào con mèo nó tha đi mất ấy. Đó. Rồi sẽ đi ra và cười. À được. Xin cái đấy. Đi bọn mình sẽ ra bên băm và làm nhân. Đây này các bạn, bọn mình mang cả cá khô các bạn nhé. Về những con ốc này. Bình thường con ốc nó sẽ kêu em như thế các bạn. Mọi người đi ra đồng ấy thì thường thì nghe tiếng kêu này. Nó bé này mà nó kêu to lắm. Đập cho chết đi các bạn. Xin lỗi là cái hành động này nhiều người nghĩ là nó ác một tí nhưng mà thực sự là cái món ăn đấy nên là phải để nó chết thôi, giống như con cá hoặc là con lợn chẳng hạn thì cũng phải để cho nó chết thì mới ăn được các bạn. Đúng không ạ? Đó, có một con ếch nhỉ, chú soi được một con ếch. Nhà bên kia họ đang cắt gỗ nó kêu quá, nhài thì đang nhà củ kiệu, cái mùa này mùa kiệu các bạn nhỉ, mùa củ kiệu nên là nhiều lắm. Em thử tỏi. Tỏi á? Kiệu không phải tỏi đâu, củ kiệu nó thơm hơn đấy, nó ngon hơn em ạ. Mùa này thì tất cả các mọi thứ mọi người thì thiên về củ kiệu hơn vì củ kiệu rất là ngon, nó thơm các bạn. Cái này chú xiên luôn nhỉ, dây. Những con cháo chuộc các bạn thì anh Mạnh bóp muối các bạn nhé, bóp muối nó sạch đã. Đó, bóp muối. Bóp muối trắng nó sạch đã rồi cho đây này. Cái nhân của nó hôm nay là mình làm nem các bạn. Chính hôm nay mình nem và nem Mạnh đã nặng. Con cháo chuộc, con cá khô băm ra các bạn nhé, băm nhuyễn ra làm nhân ấy. Cái gia vị nữa chính là củ kiệu này, có gừng có sả các bạn nhé. Anh Mạnh sẽ mổ ra các bạn nhé. Mổ những con này ra. Đây này, mình cho các bạn nhận biết là con cháo chuộc với con ếch nhé các bạn nhé. Đó, con cháo chuộc nó như này. Còn con ếch, có một con ếch đây này. Đâu này. Đây, con ếch nó vằn vằn như này này, nó như con cóc á. Đây là một con ếch. Cá chuộc
nó gầy lắm các bạn, nhìn nó rời gầy nó dài ấy, thân hình nó dài nó gầy ấy. Thế thường thường mọi người hay so sánh, ở dạo này mà gầy thế nhìn như con cháu chuột ấy, chính xác là con này các bạn. Đây mẹ đang mổ nó ra. Đây rồi các bạn, anh Mạnh thì mổ những con ếch ra các bạn, con cháu chuột ra. Và bây giờ thì sẽ băm hết tất cả mọi thứ các bạn nhé. Ếch và cá sấy các bạn, cá sấy cá bếp đó, băm thật nhỏ ra các bạn để làm nhân, nem. Cái gia vị ngày hôm nay thì có những cái này các bạn, có gừng này, có sả này, có ớt này, chắc chắn rồi, củ kiệu và lá của bơ lát nặng các bạn, tiếng Tây là bơ lát nặng, tiếng Tây mình ấy. Bạn nhà ấy đang rửa nhá. Cái lá này thì nó phát triển ở những nơi mà ẩm ướt ấy, nhiều lắm ạ, trên mình thì nhiều, rất là nhiều luôn, nó chỉ phát triển như thế thôi. Rồi, quay lại với anh Mạnh đi, sẽ băm những con ếch ra để làm nhân. Đó, con cá thì khô, anh người ta băm ra này. Cá khô thì nó băm dễ lắm các bạn, nó giòn mà, nó khô nó giòn ấy, mình rửa cho nó đỡ mùi bò hóng nhạc lắm ấy. Nhân băm xong rồi các bạn, anh Mạnh đập gừng cho vào. Cái này thì sẽ rang trước các bạn nhé. Cái này sẽ rang trước, rang gừng với sả với lại cái thịt này, con cháu chuột này với lại cá này này. Cho rang nó chín đã thì mình cuốn nem ấy. Lấy ra mình cho trứng vào mình cuốn nem, nó dán lên thì nó sẽ chín nhanh hơn các bạn. Rồi xong các bạn, cái gia vị này thì sẽ cho lên rang trước các bạn nhé. Mình sẽ nhờ nhà này rang trước, rang này chín đã. À, cho củ kiệu vào trước đúng không? Anh Mạnh cho thêm củ kiệu vào. Lấy với cái củ các bạn, cái lá này nó dễ chín nên là cho sau thôi. Đó, cái củ này thì nó khó chín nên là mình đập, sẽ đập cho vào. Rồi cho lên rang các bạn nhé, rang nó chín đã thì tí nữa chín nó nguội rồi mang ra trộn gia vị rồi bọn mình sẽ cuốn làm nem. Sao như này không cần bỏ mỡ anh? Không cho mỡ đâu em ạ, cho mỡ thì ngấy lắm, vừa rồi cũng băm một chút thì mỡ lợn vào rồi. Cái này thì sẽ xào các bạn nhé, xào nó chín đi, cho một chút gia vị nêm nếm nhau vừa phải thôi, rồi cho ra nguội. Để nguội lúc mình đập trứng mà nó không bị loãng cái trứng ấy. Cái nồi bên kia là nồi gì em? Nồi thịt luộc. À, thịt lợn luộc à? À. Đảo cái thịt nó chín rồi, bây giờ thì những cái lá này này cũng cho vào luôn các bạn nhé. Vì mấy cái lá này nó cứng ấy, nên là đảo vào luôn cho nó mềm, nó thơm lắm rồi ấy. Bây giờ ăn được luôn ấy các bạn ạ, nó như nem ấy.
như chả các bạn. Tôi cho vào luôn em. Đó, đảo những cái lá vào cho nó xém xém lại, tí nữa mình lấy ra cho nó nguội và cho trứng vào rồi cuộn các bạn nhé. Thơm thế, ui. Wow, tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ lấy ra ăn được luôn đấy chứ các bạn. Chẳng qua là mình muốn thành nó thành cái nem ấy các bạn. Thì mình sẽ cuốn cái lá và mình rán lên, nó sẽ ngon hơn. Đúng rồi, cho nó nguội ông. Anh Mạnh bảo thế, bảo cho ngót các bạn. Lấy cái số thịt ra các bạn, nguội rồi thì bây giờ sẽ đập trứng vào các bạn nhé. Đập trứng vào lúc nó nguội thì nó sẽ không bị loãng ấy. Nếu mà mình lúc nóng mình đập trứng vào thì nó sẽ ra nước mất. Đó, đập trứng vào trộn rồi cuốn gói lá vào thành nem và mình rán. Em nghĩ là thêm một quả cuối cùng nữa anh ạ. Đằng nào cũng thế. Cho nó dính ấy. Dính quá nó không ăn. Thịt cháo chuộc các bạn. Thịt cá gác bếp. Đó, bên nó xì xì thế này này. Rồi cuốn lên. Về thêm quả. Bơ lát nặm. Thêm một quả nữa mới đủ. Cho nhiều mỡ vào em ạ. Nhài ạ. Cho nhiều mỡ vào rán. Đúng rồi. Đó. Nem bằng bơ lát nặng các bạn. Cái nem này thì mình có thể cuốn lá lốt được các bạn nhé. Lá lốt hay lá gì cũng được. Nói chung là mỗi cái lá thì nó có cái vị và mùi thơm và hương thơm khác nhau các bạn. Chắc là cái vị nhiều. Riêng. Cứng quá. Cứng quá. Có thể sẽ trần qua nước nóng các bạn cho nó mềm đi đã. Cái này bình thường bác Cường làm có trần không bác Cường? Trần đi cho nó... Trần cho nó mềm đúng không? Mềm. Được anh ạ. Đây cái này cũng được. Để cuốn lại từ... Đó mọi người thì cùng nhau làm nem các bạn. Đây này. Nhà thì phụ trách cái việc rán. Tưởng là khéo tay như em là phải cuốn nem chứ hóa là rán nem thôi à. Đây các bạn. Nem. Con cháo chuộc. Cuốn lá mại lát nặm các bạn. Mình không biết tiếng phổ thông là gì đâu, mình tiếng Tày thôi. Mại lát nặm các bạn. Mại lát nặm. Đúng rồi, không biết tiếng phổ thông ấy thì gọi là mại lát nặm thôi. Tìm thấy mày. Lần đi em ạ, có một cái là được. Cái này thì xào nó chín hết rồi các bạn. Bây giờ chỉ rán qua thôi cho nó chín cái phần lá gọi là trứng nữa là lấy ra được rồi các bạn nhé. Cơm mời các anh chị ăn cơm. Cho mời bà ăn cơm, cho mời các anh cơm. Các chú ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình nhà bác Cường các bạn nhé. Hôm nay thì có nem con cháo chuộc các bạn. Nem con cháo chuộc cuộn với bơ lát nặm. Tiếng Tày thôi, còn tiếng phổ thông mình không biết các bạn nhé. Nếu mà các bạn biết thì các bạn hãy comment và cho mình biết cái tiếng phổ thông nó là cái lá gì. Đây này, cái lá đấy thì cũng có thể ăn sống được. Bọn mình mang đây và ăn sống cuộn với cái thịt lợn luộc các bạn nhé. Và con cá treo gác bếp của nhà bác Cường. Anh Mạnh thì mang ra rán. Rán nó lên, có thể nướng này, rán lên các bạn nhé. Rán lên thì nó sẽ mềm hơn, còn nướng thì nó sẽ dai dai. Hôm nay có cà muối sổi nữa. Và có cái bát nước chấm xịn sọ của ông Tuyền Văn Hóa ấy này. Bát nước chấm to hơn cái bát canh mà. Xin mời anh em cùng mọi người quán ơn cùng anh em đội nhóm và gia đình nhà bác Cường các bạn nhé. Hôm nay bác trai thì không ở nhà đâu. Làm một chén nhỉ. Anh Cường sao ấy? Cay à? Ăn bụng chẳng cay ấy. Đâu không được ăn ướt đâu. Nhài cười rách cái mồm ăn đi em. Xin mời mọi người đi. Nhài không uống rượu được các bạn.
ăn cơm xong còn đi về học cơ, đang trong thời kỳ thi học kỳ ấy, nên là bạn ấy ăn xong về học thôi. Thử cái miếng nem xem nào em. Ok. Nước chấm cay đấy anh Cường, chấm cay đấy. Thơm không? Thơm hẳn đi. Nói vị ra nào, nói như nào, ăn xong như nào, cảm giác như nào nào? Nó ngon. Hơi mặn à? Đúng, một người thật thà. Chấm thì chấm mặn. Hơi mặn. Có thể chấm thì mặn. Chấm nó mặn. Chấm nó mắm thì có thể hơi mặn thật. Hơi mặn thật. Không chấm đâu. Anh lại không thấy mặn nè, anh mới vừa kiểu là lúc trộn mình trộn không đều. Trộn không đều có thể là một miếng mặn, miếng không mặn. Còn xin mời mọi người nha. Mình sẽ gắp một miếng nem các bạn nha. Chọn cái miếng xịn nhất. À đây, mày thế, để cái miếng nó gậy. Nem cháo chuộc cuốn với bơ lát nặm các bạn. Chấm với cái nước chấm của ông Tuyền Văn Hóa như nào. Bạn nước chấm có củ kiệu này. Ui, tuyệt vời luôn. Gắp tí nhiều nhiều tí tham tí các bạn. Có gì đắng đắng nữa thì phải hay không nhỉ? Chưa mình còn khi vẫn muốn. Ừ. Mấy năm đắng à. Khi nào cấm mà. Làm nước kìa. Còn chưa thì chúng tôi là biết đâu. Mà mình cho hướng cả hàng trên để ao. Không kịp không? Kịp. Nó sao quá với mình không? Gần đảo mới bò mới. Nó mềm các bạn. Cái này anh Mạnh hôm nay băm kỹ lắm. Nó mềm. Nó không có xương đâu. Anh đầu bếp nó thực thụ. Đâm kỹ vào. Em đầu bếp nghiệp dư. Nó mềm mềm ra, nó rất là thơm cái mùi lá này này. Thơm cái mùi lá bơ lát nặm này này. Vẫn thêm kinh nồng, phát phát vẫn kinh nồng. Hơi cay cay nữa. Bơ này cuốn thịt ngon đấy. Hay cay thì như là chấm ướt thôi. Ngon lắm các bạn. Nó có vị thơm khác với cái mùi lá lốt các bạn nhá. Mùi thơm khác so với lá lốt. Làm một miếng nữa để cảm nhận này. Thế à? Cái đang sống bùi mà anh. Hơi đắng đắng một tí. Đắng, ăn sống nó hơi đắng đắng một tí nhưng mà cuốn với thịt này nó bùi bùi này. Em chú uống đúng không? Tuyền Văn Hóa chú uống đúng không? Với lấy canh đúng không? Anh vừa một chén. Ừ. Còn lấy muối một cánh. Lấy nốt. Ăn nốt đấy. Bắt tay cái không đi lấy canh cho sướng. Em nào không? Ăn như anh xem nào có phải sở trường của em không? Nhai thử một miếng cuốn thịt em à. Đến đâu sở trường. Cái này em ăn hạt cân thì mỡ ấy. Cũng thơm ấy, cũng hay ấy. Có đắng đâu. Không đắng đâu. Ăn hay với nhỉ. Ăn ngon mấy. Cho Nhài cảm nhận nên nói thật cơ. Nhài là người thật thà. Không đắng. Nhài dính vào miếng cuối các bạn. Nên là miếng đến mặn là đúng rồi. Cẩn thận cay nhá. Nhài ăn được cay. Chính xác Nhài ăn được cay. Nào cảm nhận xem vị như nào. Có thể đắng rồi. Không đắng à? Không. Bùi không? Bùi. Ừ, được. Ừ. Chắc là vừa rồi mình dính vào cái lá nào đó. Có phải làm chi đâu. Ăn xong rồi nhà ấy. Mặt đần thế. Con mèo ăn xong rồi các bạn. Này, nó đang liếm chân kìa. Bọn mình ăn cơm xong tại nhà Bắc Cường các bạn. Cũng video cũng đến hồi kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video thời điểm bây giờ nhé. Xin chào. Và hẹn gặp lại các bạn tại video sau. Xin chào Nhài, xin chào con mèo, xin chào anh Tuyền Văn Hóa và xin chào anh Bắc.